Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Đây là ba con cá la hán của mình được một người bạn tặng cách đây khoảng 2 tuần các bạn nha. Hôm nay thì cá đã khỏe và bắt đầu ăn trở lại. Thì hôm nay nói cho nhanh là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai loại thức ăn dùng để kích đầu cho con cá la hán. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ coi cá trước ha. Đây là ba con cá la hán mà một người bạn mình tặng cho mình. Ok, thì tiếp theo sẽ là giới thiệu cho các bạn đầu tiên là cái cám. Đây là cái cám đen nè, nhưng mà đây là loại để kích đầu. Kích đầu thì các bạn dễ nhận biết là cái cám nó sẽ có màu nâu xám đất, và khi mà bán ra là nó sẽ có chữ kích đầu. Thì cái sản phẩm này Nguyễn Phát mình đang bán trên Shopee. Các bạn nào muốn mua thì liên hệ Nguyễn Phát. Rồi, thì cám là một thức ăn bổ sung cho cá la hán thôi. Và thức ăn chính sẽ là tôm trộn kích đầu. Để bây giờ mình đi lấy tôm trộn kích đầu. Ok các bạn, đây là tủ lạnh của mình ha. Thì đây là tôm trộn kích đầu của Dena. Thì mình có rất là nhiều. Bạn nào muốn mua thì các bạn có thể liên hệ mình chia cho ha. Ok, bây giờ lấy ra. Cái này ăn thì chỉ cần xé nhỏ cho nó ăn thôi. Và đây là tôm trộn kích đầu các bạn nha. Cũng của thương hiệu Dena luôn. Thì mình cũng nói sơ về cái Dena này tí. Đây, Dena là trong đây có một chữ D là chữ Đạt. Chữ Đạt là một người Anh mà mình quen biết cách đây hơn một năm. Thì anh này là đã chơi cá la hán nay 20 năm rồi. Và anh đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc nuôi cá la hán. Thì ảnh có tạo ra được một số cái loại cám cũng như là cái tôm trộn này là cái thương hiệu rất là lâu đời của ảnh để sử dụng cho cá la hán. Nhưng mà cái tôm trộn này thì đông lạnh không có chuyển hàng đi xa được. Thì nếu như bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ trực tiếp Nguyễn Phát đến cửa hàng 74 đường B2 phường Tây Thạnh quận Tân Phú để mua cái này. Chứ cái này không gửi đi xa được các bạn nha. Gửi đi xa chỉ có là cái cám thôi. Hồi trước mình có giới thiệu với các bạn cám đen là có 3 màu là kích châu đầu màu. Nhưng mà có nhiều bạn có nhu cầu là sử dụng cái cám chỉ để kích đầu thôi. Thì đây là cái cám chỉ để kích đầu thôi nha các bạn nha. Nó sử dụng combo, nếu như các bạn sử dụng combo giữa cám kích đầu và cái tôm trộn kích đầu này thì cái công dụng thần thánh của nó tăng cái kích thước đầu sẽ rất là nhanh. Ok, bây giờ sẽ cho cá ăn. Thì đây là một mẫu nhỏ của cái tôm trộn ha. Cái mùi rất là thơm, mùi tôm và một số cái thành phần cá khác thì theo anh Đạt em tiết lộ là như thế. Và nó rất là thơm, khi mà cho cá ăn thì nó cũng rất là bắt mùi. Đó, các bạn thấy không, con cá nó ăn quen rồi, thì khi mà thả vô là con cá nó sẽ ăn liền và nó ăn rất là mê say luôn. Các bạn thông cảm, một tay quay một tay cho cá ăn thì nó hơi khó ha. Chết cha, cái miếng này hơi to rồi. Thấy con bên đây ăn xong rồi giờ thấy mồi cũng dí không. Cái con bên đây mình sẽ cho ăn cám các bạn nha. Quất đó. Ghê không? Ok, thì video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu như bạn nào muốn mua hai cái loại này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Nguyễn Phát để mua các bạn nha. Thì cái này nói chung là đã được người ta sử dụng rất là lâu rồi, 5-7 năm, 10 năm rồi. Nên thành ra các bạn yên tâm về chất lượng cũng như là cái cám đen kích châu đầu màu thì trước giờ rất là nhiều bạn đã xài và thấy cho cái feedback rất là tốt. Nên ra cái này cũng là một sản phẩm của Dena. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.